lo cho anh đến quận 5 bây giờ mày bảo. Em lo ngày mai cơ mà. Em lo hôm nay đâu. Có đi quay em đi đâu? Đi đâu? Đây không? Con gái nó thích dài. Không, thích không. Dài. Nhưng mà buồn cười có đợt mùa đông thì mình đúng như này. Nhưng mà đến lúc to, to phết. Đấy, đi. Không, anh tính ra được mười mấy phân. Đấy đều, mày đấy á. Mày tính... Tính từ dưới lên. Cái đầu buổi chắc tầm 17 phân à? Bên tầm này nhỉ? Okay. Chắc anh cũng phải ngang mày. Anh ơi, đi đến đây. Cái này con cứ dơ hai món này lên này. Bằng nào là đúng bằng đấy luôn. Hai món này á? Ờ. Mình cứ ấn là... Thế ông thắng, chắc chắn là ít. Nhìn xong. Ít cần mẹ. Cứ dơ hai món này lên. Làm thôi. Chó là bóng vét. Tôi khẳng định không luôn. Ừ, anh khẳng định không? Em thề với anh là... Lúc nào cần nhất, nào bằng cái này chắc nhất của ông nhá. Không phải từ đây, không phải từ đây, mà từ đây này. À, từ đây á? Từ đây này. Còn từ đây thì... Nhưng mà anh ở gần này. Anh ơi, từ đây này, không phải từ đây. Từ đây gì? Nhưng mai anh về đấy. Quân này, từ đây gì? Quân! Đấy, từ đây này. Cháu! Cháu! Hai con một thằng hoặc là mấy anh em chung vào thì xem nào. Không, không đây đi. Không tâm, đây như làm một thằng một con này không chả dài hơn. Các anh cứ tính này. Xong là hai thằng một vuông góc vào cũng anh cứ 45 độ cho em xăm với 45 độ. Vâng này, mày hôm trước mày nhìn rồi. Làm sao bằng ngày được? Tao chả nhìn thằng bùi đâu cả. Làm sao mà bằng ngày được? Thì tao phải nhìn được nào? Này, tao chụp ảnh đàng hoàng thế sao bằng này được? Thắng đâu anh cho. Sao giờ đi hát thế nào? Đây là Suka, Suka. Suka luôn. Ok, đúng rồi. Bây giờ quân lực của về có những ai? Anh ở nhà đúng không? Đông đông đủ người thì đi. Anh lo xe, tao lấy xe. Thích nhỉ? Giờ anh luôn. Mình anh em đi hát này. Tập này thôi. Nào, nào kết cho nhau nghe tí. Gọi là nhẹ nhàng như hôm trước có 300 mấy mà. Mỗi em 300 mấy thôi. Thôi đi về đi, mai đi. Mai đi. Mai đi. Ăn gì đi, đói. Đi ăn bắp phở. Ờ, nhưng mà cho em phải ra bệnh viện đi, con trai lên. Đi thôi, anh em đi thôi. Ờ, thôi anh xuống chiếc rồi. Anh phải về đón vợ. Chứ chẳng về đón nó về. Anh chẳng phải giờ về. Em về cỡ cho chúng mày đi, về đúng không nào? Anh về việc của anh, anh có việc của anh. Anh vẫn chia tiền xe với mình. Nhắc lại nhiều thế nhỉ? Mẹ mình có một lần người lớn đi. Nhưng mà nếu mà đo thì là không nói gì đâu. Chia tiền xe. Vấn đề về áo ơi. Đi áo à? Ui, nhìn đã con kia kìa, nhìn rõ hết ấy kìa. Ui kìa. Ui, nhìn háng kìa. Ui, đi tợ. Ui, trông kìa. Nhìn này, nhìn rõ không này, đi tợ.
trời. Quay về ai rồi, quay ngang rồi. Trời xanh, máy quay trắng nắng vàng. Nó còn xịt đen nào nhỉ? Nó mặc ok à? Cái gì? Máy 902 gì ạ? Đâu, tính tiền rồi á. Em qua đâu? Đâu, anh xem nào. 902 ạ? Chưa ra rồi. Thôi kìa, hôm nay em 50% nhá. Còn lại anh em lo nhá. Thôi chia ra. Chia ra chia đều ạ. Chia ra đi. 3 6 6 mỗi người 150. Mỗi người 150. Thế là anh Dũng mãi à? Đấy rồi, nó đưa ra bản bản luôn. 0620 1 5 đăng nhập đã. Nào đi đi. Có đi à? Ngân hàng. Mở về luôn. Ê, anh có tiền mặt bạn đi. Thầy Yên. Bạn ấy đứng nãy giờ. Mày cứ vào đi.